Tàu hủ kia tươi, kho chay, theo cách này, thơm ngon, lạ miệng, hấp dẫn lắm quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm hết quý vị. Hôm nay thì mình vừa làm xong cái món tàu hủ kia cuộn nè, đem kho tiêu. Ăn kèm với rau sống, rau luộc đều rất là bắt cơm luôn. Rồi, bây giờ mời quý vị cùng vào bếp nha. Để làm cái món này á, thì trước tiên á, thì mình chuẩn bị một miếng tàu hủ kia tươi. Trước khi làm để tàu hủ kia nó mềm, nó ngon đó, và nó sát khuẩn thì mình sẽ ngâm với nước muối pha loãng đó quý vị. Cho một muỗng muối vô, rồi cho miếng nước vô quậy ra. Rồi, giờ để vô đây ngâm khoảng 10-15 phút rồi đó. Cho miếng đậu hũ nó mềm, nó ngon lại. Tiếp theo là một ít bún tàu. Nửa giấc bún tàu rồi đó. Mình đem mình trụng với nước sôi. Hoặc đem lên bếp mình nấu khoảng... Khi nước sôi á, mình để khoảng 2-3 phút rồi đó. Đảo qua đảo lại cho cái cọng miếng này nó trong là được nha. Rồi, giờ mình sẽ vớt nó ra và đem bỏ vô cái thau nước. Nó chần qua khoảng 1 phút rồi đó, rồi vớt ra để cho nó ráo nước. Rồi, cho nó ráo nước xong mình để vô cái tô mình ướp một xíu gia vị. Quỳnh Phương ướp đơn giản lắm, chỉ một xíu muối tiêu thôi. Cho nó hơi mặn mặn nhẹ là được. Rồi trộn đều lên để ra ướp ha. Đặc biệt thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm á là cái củ khoai môn. Khoai môn thì mình xài ít lát à, đó, mình dùng mình bào ra thành những cái lát mỏng như nè. Cái này chắc khoảng 2-3 cuộn à, nên Quỳnh Phương bào ít ha. Mình xài nhiêu mình bào nhiêu. Rồi bây giờ vớt cái miếng tàu hủ kia tươi này ra nè, để đây cho nó ráo luôn. Xong rồi, khi mà nó ráo nước rồi đó thì mình sẽ bắt đầu đi cuộn đó. Một miếng tàu hủ kia tươi này cắt chắc khoảng làm 3 á, Quỳnh Phương cắt ra làm 3 thì mới cuộn hai miếng khoai môn với một ít đó, với một ít cái miếng quý vị. Miếng thì cũng chia làm 3 luôn. Rồi mình cứ vậy mình cuộn. Cuộn chắc tay nha. Đây, được cuộn rồi nè. Tiếp theo thì cũng vậy ha. Rồi, cho hai miếng khoai môn. Rồi cuộn lại. Cuộn khéo khéo chắc tay. Xong rồi, quý vị chuẩn bị cho mình bột gạo hoặc bột năng đều được. Cho một xíu bột gạo, quậy nước cho nó tan ra rồi mình đem lên cái nồi mình khuấy. Giống như là khuấy hồ rồi đó. Nó được cái hỗn hợp sền sệt vậy nè. Vậy là được rồi đó. Bắt đầu quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương rong biển. Cái lá rong biển nè, mình cắt ra làm hai, cắt cái chiều dài quý vị. Rồi quét cái phần bột mà mình vừa thắng á, quét lên lớp để tạo cái độ kết dính. Mình để cái phần tàu hủ kia nè mình cuộn mới nãy á đó, rồi giờ mình cuộn vô, kết dính rất là tốt luôn đó. Cứ vậy thì mình được 3 cuộn thì mình cũng quét lần lượt như vậy đó. Cái bột này nó hơi dư xíu rồi. Rồi đó, cuộn lại nha. Rất là chắc tay luôn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị thêm 3 tép tỏi. Còn nếu mình không dùng tỏi thì mình có thể dùng bơ rô. Thì tùy mục đích ăn chay của mình thì mình dùng cho nó phù hợp hết quý vị. Rồi băm nhuyễn để qua bên.
Tiếp theo là ớt. Ớt thì Quỳnh Phương cũng băm nhuyễn luôn nha. Rồi, giờ mình để qua bên luôn. Sau đó thì bắt cái chảo dầu lên, nó đợi cho nó sôi, thật là sôi. Sôi lên tim nhỏ nhỏ ra nha. Nó vừa sôi lên thôi đó quý vị, chứ không phải sôi thiệt sôi nha, mình Phương nó lộn đó. Nó hơi sôi sôi rồi mình lên tim rồi mình cho vào mình chiên. Đó, giờ mình để lửa vừa vừa, mình chiên từ từ. Chiên từ từ cho nó chín từ trong ra ngoài luôn nha. Trở bề. Chiên trở bề, nào thấy nó vàng đều hết mình lấy ra. Để ra cho chảy bớt dầu. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên mình kho nè. Cho khoảng muỗng canh dầu vào. Rồi mình đợi cho dầu này nó sôi sôi lên thì Quỳnh Phương sẽ bắt đầu cho tỏi nè. Rồi ớt nè. Cho vào. Mình phi cho nó vàng vàng, nó thơm thơm xíu. Tiếp theo là mình sẽ nêm gia vị vào nha. Trước khi cho gia vị thì mình cho nước. Mình Phương cho vào đây là khoảng 3 muỗng nước. Mặn nhạt, lát mình gia giảm nước thêm ha. Rồi bây giờ là đường. Một muỗng đường đầy đầy nè. Rồi hạt nêm chai trừ nấm. Đó, muỗng lưng lưng. Quậy cho gia vị nó tan ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nước mắm chai vào. Nước mắm chai thì Quỳnh Phương cho 2 muỗng. Đợi cho nó sôi sôi lên xíu. Rồi bắt đầu mình cho cái phần tàu hủ kia cuộn nè. Mình chiên vàng, mình cho vào, mình đảo qua đảo lại. Đảo tròn cho nó thấm gia vị nha. Rồi cái cuộn còn lại cho vào luôn. Đảo qua đảo lại để lửa vừa vừa thôi. Đó, nó sôi lên thì cho, để có cái màu đẹp thì mình cho một xíu nước màu vô. Còn ai không thích màu thì khỏi cho cũng được. Rồi tương ớt nữa quý vị. Quỳnh Phương cho một muỗng tương ớt vô nữa nha. Hơi cay cay the the nè. Rồi đảo đều. Nó sôi lên đảo cho nó thấm gia vị vô nha. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn rồi quý vị ơi. Mình Phương thấy tới bụng rồi nha. Hiện này chấm với dưa leo, rau nữa là thôi. Rất là bắt luôn. Một món chay ngon lạ miệng hả quý vị. Rồi cứ vậy mình để kho riêu chút xíu nữa là được á. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị tiêu xay. Ai có tiêu xanh thì để tiêu xanh lên. Mấy mình lấy tiêu xay mình cho lên trên nè. Rắc miếng tiêu. Xong rồi cắt mấy lát ớt lên. Nhìn cho nó đẹp. Rồi cho cọng ngò rí lên trên nữa là có ngay một món kho chay ngon từ tàu hủ kia liền. Vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong món tàu hủ kia tươi kho tiêu. Rất là thơm ngon, hấp dẫn. Rồi Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh nè. Ấn cho Quỳnh Phương xin một like và nhớ chia sẻ giúp Quỳnh Phương ha quý vị. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ kênh Quỳnh Phương. Món ngon tại nhà.